liệu rằng No Mercy hay là bên phía Full C4 sẽ là người chiến thắng đây. Map đấu đầu tiên thì No Mercy thể hiện là họ là đội mạnh hơn rất nhiều. Map đấu thứ hai thì lại ngược lại, họ thể hiện là họ không thể bằng được Full C4. Tuy nhiên ở map đấu này thì đội nào sẽ là người chiến thắng chung cuộc đây? Đây mới là map đấu quan trọng. Hai map đấu trước thì bình thường mà thôi. Victory vừa có double kill cho mình với khẩu M4 bom bit và thủ khu vực bom xe. Cái khu vực bom xe, cái khu vực rất hay bị công ở round đấu đầu tiên, rất cực kỳ hay bị công luôn. Ba mạng dành vào Victory rồi. Vâng, bây giờ đang hưng phấn ra mà chơi luôn. Thanh niên Kiệt béo đang ở đâu? Bây giờ một mạng Kiệt, nhưng mà Kiệt ngay lập tức phải nằm xuống rồi. 1-0 dành cho bên phía của No Mercy. Vâng, ra sân và đánh mít nhỏ rồi. Nhưng khu vực mít nhỏ này thực sự là hơi khó đánh. Nó kiểu rất là tù, nhưng mà một khi mà Seven cao đã phải nằm xuống thì ai sẽ cứu mít nhỏ đây? Vào mít nhỏ thôi, còn đợi gì nữa? Kindermo thì rất nhanh chóng rồi, cũng phải nằm xuống theo người đồng đội của mình. Bây giờ từ mít nhỏ vào khu bom sai B thôi, nhưng Hitman đang thể hiện rất tốt với khẩu 9A91. Một mạng nữa cho Hitman. Liệu có mạng thứ tư dành cho Hitman hay không? Có thể lắm, và chính xác đó là 4 mạng dành cho Hitman. Một tình huống một mình thủ cần cả đội hình của bên phía Full C4 và thủ thành công của bom sai B, đó là 2-0 dành cho dành cho bên phía của No Mercy. Tiếp tục là hai mạng, ba mạng dành cho bên phía của No Mercy. Tuy nhiên thì họ bỏ lại được hai người, đó là Seven Cow cùng với Victory. Mà tuy nhiên thì điều đó vẫn cứ là có lợi dành cho bên phía của No Mercy. Hai thành viên của bên phía Blacklist họ đang ở khu bom sai A, và bom sẽ được thiết lập ở đây. Bom được thiết lập thành công ở bom sai A. Cứu nổi bom hay không? Hitman vào Kinzamo, double kill dành cho Kinzamo. Hitman trong tình huống đó chỉ diễn xuất như một khán giả mà thôi. Anh ấy không có vai trò quái gì trong cái tình huống cứu bom đó, khi mà Kinzamo anh ấy có thể cân được đôi rồi thì không cần đến Hitman phải làm việc nữa. Đó là 3-0 dành ở phía của No Mercy. Có vẻ như là chúng ta đã biết được ai sẽ là người chiến thắng trong map đấu này chăng? Nếu không có gì thay đổi, nếu không có gì quá bất ngờ, không có một tình huống lật kèo hay là cái gì đó tương tự, lộn bàn hay cái gì đó, thì chúng ta sẽ có nhà... sẽ có người chiến thắng trong trận này đấu này, đó là No Mercy hay chăng? Nhưng Hitman lại đang thể hiện điều ngược lại khi anh ấy phải nằm xuống rồi. Mình không có. Bên này không có. Noob. Ui giời. Một mạng, hai mạng dành cho bên phía của No Mercy rồi. Vâng, có vẻ như Hitman nằm xuống không quan trọng. Hitman vẫn cứ là đóng vai trò khán giả thôi, khi mà đồng đội của anh đang làm quá tốt các nhiệm vụ của mình. Vâng, và Remington thì phải, đúng không? Và đó là 4-0 dành cho bên phía của No Mercy. Trời, xem 6-7-5 một thủ súng nó không thuộc tên, cũng hỏi cái hỏi súng. Mày chơi thì ít à? À, đây là khẩu 687, khẩu Remington nhỉ? Khẩu 687 phải. Đúng rồi, đây là khẩu 687, khẩu ấy bắn mắc bá. Nhưng mà Rust thì hơi bị nguy hiểm một chút. Chắc là không Rust đâu. Rust vỡ mồm ngay.
Đi gánh B chắc chắn rồi. Nhưng mà Deadlock sẽ sấp ở đây. Nhìn thấy cái đầu súng thì phải. Vâng, nhưng mà không 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 có gì có thể cản được khẩu 687 này. 5-6 viên đạn nó găm một người thì ai mà chịu nổi, kể cả giáp nó bắn phá giáp luôn. Ghê thật, nhưng mà không, lần này thì không, thực sự ghê rồi. Một viên mất 95 máu. Đấy là chưa kể, đấy là còn có khi là còn chưa trúng hết cả 5 viên đạn ở trong cái viên... cái một viên đấy đến từ khẩu 687 mà đã 95 máu rồi. Quân rất giặt dẹo rồi. Vâng, khẩu 687 này chắc là chỉ có Spat Ares mới chơi được rồi. Thực sự là nó quá mạnh. Một mạng là kiệt béo. Những tình huống sấy và đục thùng rất là đơn giản thôi. Đến từ khẩu 14 Transformer. Có Transformer thì đục tường là chuyện quá là giản đơn. Một tình huống cứu bom mà có double kill. Và ba mạng dành cho bệnh viện No Mercy rồi. Liệu rằng Panta có thủ được tình huống này không? Một mạng dành cho No Mercy, nhưng anh ấy ngay lập tức phải nằm xuống. Đó là ba máu đến từ Phương. Đen quá trời cho bên phía của Panta. 5-0 dành cho No Mercy. Vâng, map này chúng ta có thể thấy ai là người chiến thắng rồi đây. 5-0 dành cho No Mercy. Mày thở to rồi đây. Mày thở to rồi. Sao gì? Thở to rồi. Nhìn lắm đấy kìa, nhẹ đấy. Đi chích rồi. Lại đâu? Về à? Hả? Vâng, 5-0 rồi thì tâm lý của bên phía Full C4 hẳn là họ đang rất là... nói chung là họ đang rất là hoang mang. Ngoài đấy không được hút đâu mày. Vâng, rất nhiều trao đổi bom. Trao đổi bom mà người chiến thắng đó là Quân với một triple kill dành cho Quân. Và bây giờ thì đó là 1-0 dành cho bên phía của Full C4. Có tình huống 5-0 ngược lại hay không? Victory có mạng đầu tiên dành cho Blacklist. Họ chỉ cần một round đấu thôi mà, một round đấu là hoàn toàn có thể dành cho bên phía của No Mercy. Nhưng mà Hitman đang dần dần làm cái round đấu chiến thắng đó nó đang xa dần tầm tay của bên phía No Mercy. Anh ấy lại phải nằm xuống mất rồi. Seven Cow bắt được một người, đó là Quân. Vâng. Tại sao lại vội vàng mà ép lên đây thế? Họ đang là người bị đặt ở thế thua. Không, đừng có mà ép yếc gì cả. Một mạng nữa dành cho bên phía Kizamo rồi. Bây giờ Deadlock kẹt ở đây. Chính xác là kẹt, bây giờ ra là bị hạ ngay lập tức. Vâng, thế mà vẫn qua được. Có thể là Deadlock hôm nay là quá là hên đi mà. Hai thành viên người cầm bom đang là Phương cùng với Seven Cow đi kèm thì bom sẽ được thiết lập ở khu bom xa, nhưng mà thủ của bom không lại là chuyện khác. Một mạng dành cho Seven Cow, bây giờ một mình Deadlock đấu với hai thành viên bên kia và trận đấu đã kết thúc. Kẻ bị lag á, đâu phải ba người theo dõi đâu, trận đấu kết thúc rồi. Đó là 2-1 dành cho bên phía No Mercy, còn các round đấu còn lại chỉ là thủ tục mà thôi. Flash bomb. Fire in the hole. Vâng, liên tiếp bây giờ thì cứ đẩy vào thôi. Easy mà. Một khi mà đã thắng rồi thì bắn kiểu gì cũng vẫn cứ là hay.
một mạng dành cho Panta, hai mạng dành cho Panta đấy. Rồi hai mạng xong sao nữa. Đằng sau kìa chuẩn bị chém. Cái gì vậy? Hoảng loạn quá là bắn lên trần nhà luôn. Đó là Panta và đó là 2-1 dành cho No Mercy. Trái bom rất tốt đến từ bên phía của Panta đẩy ra đây, nhưng mà Panta có double kill dành cho mình. Double kill dành cho Panta, bây giờ chỉ có một mình Phương mà thôi. Một mạng là Phương nhưng ngày tức anh phải nằm xuống, đó là hai đều. 687 hả? Đợi xíu. Đâu ai là 687? Đâu thấy ai đâu. Lật bằng nồi à, làm gì con kèo nào mà lật, thua rồi. Vâng, 5 khẩu Transformer. Không có. Vừa kéo ngoài, report vỡ, report vật, vừa 687. Mạng dành cho Deadlock rồi. À, với khẩu không phải thanh niên Deadlock này phải. Đây đây mới là thanh niên Deadlock dùng đe bon beat, còn thanh niên Deadlock kia dùng đe silent. Đang thanh niên này vừa nãy có 4 mạng bằng khẩu 9291 đây. Lần này thì anh ấy phải nằm xuống rồi gục ngã rồi. Bây giờ thì Kizomo làm gì với năm thanh niên trai tráng bên kia đây. Tốt nhất là không làm gì được thì để đi. Buông đi. Tận hưởng đi. Và đúng là anh ấy tận hưởng thật. Có dãy ruộng một chút nhưng rồi cũng tận hưởng. Đó là 3-2 dành ở bên phía của Full C4. Trời ơi, hỏi thì cứ hỏi đi. Alo cho hỏi đi. Rất nhiều người đã phải nằm xuống tình huống này và đó là tổng cộng đó là 6 người phải nằm xuống rồi. 7 và 8 người phải nằm xuống. Đội chiến thắng đó Blacklist với tình huống đẩy vào khu bom sai B 3 đều rồi. Phòng mới rất ổn hơn. Xíu. Bây giờ mình lên phòng hơi buồn.